xin chào tất cả mọi người nhé chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình thì hôm nay mình có một cái mẹo nho nhỏ để cho các bạn làm những cái video hướng dẫn hay là những cái video theo trend ở trên youtube hoặc là trên tiktok nhé mọi người nhá đó thì không biết là có bao giờ các bạn có quan tâm là trong vòng ngày hôm nay người việt nam ta tìm những cái từ khóa như nào đúng không mọi người đó thì tất cả ở trên cái màn hình máy tính hiện tại mình đang quay cho các bạn này thì là những cái từ khóa mà người dân Việt Nam ta đang tìm kiếm hàng ngày Và hàng giờ những cái từ khóa nào được tìm kiếm nhiều nhất Thì nó sẽ hiện lên cái màn hình của mình như thế này nhé mọi người nhé Đấy thì hiện tại mình làm về công nghệ đấy Thì cái từ khóa của mình nó sẽ không được lên trên này Và những cái video của mình thì hiện tại là nó không được nhiều view hoặc là không được ăn đề xuất đấy các bạn Thì mình cũng muốn hướng dẫn cho các bạn là Làm những cái video làm thế nào để cho nó tăng view và tăng... Uh, những cái uh, sắp để cho kênh của các bạn ngày càng phát triển hơn nhé mọi người nhé. Đó thì uh, hôm nay mình sẽ trực tiếp giới thiệu hay là hướng dẫn các bạn cách xem những cái từ khóa này ở trên uh, điện thoại của mình như thế nào nhé mọi người nhé. Từ khóa này nó sẽ nhảy theo ngày những cái từ khóa nào nhiều nhất nó sẽ được hiện lên trên này. Những cái từ khóa mà được uh, khách hàng hay là những người dân việt nam ta tìm kiếm, đó thì mọi người sẽ theo cái video của mình hướng dẫn nha mọi người nhé thì mọi người hãy cho mình một like một đăng ký và chia sẻ video này để cho mọi người cùng biết cách làm nha mọi người nhé rồi mình sẽ chuyển về cái màn hình điện thoại của mình quay làm trên điện thoại để cho các bạn dễ hiểu nha các bạn nhé Ok thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái ứng dụng chôm ở trên điện thoại cho mình nhé hoặc các bạn có máy tính thì cũng dùng chôm ở trên máy tính được rồi thì ở đây các bạn nếu mà chưa cài đặt trang web dành cho máy tính thì các bạn ấy vào dấu ba gạch ba chấm này cho mình và chúng ta tích vào cái là uh, trang web dành cho máy tính nhé mọi người nhé thì nó sẽ hiện lên như này rồi các bạn sẽ gõ cái từ khóa là Google trên Visual này cho mình đây thì uh, các bạn uh, cái uh, trang web đầu tiên thì quảng cáo của các bạn bỏ qua cho mình nhé và cái trang web thứ hai đây đó đây chúng ta đã vào cái trang đó rồi thì ở dưới cái dòng dưới cùng này các bạn nhìn thấy chữ Vision này đúng không ạ anrigold thì các bạn sẽ chọn vào nước Việt Nam chúng ta ấn vào đó và chọn Việt Nam ok rồi cái ô vuông trên cùng này ô vuông nhiều ô vuông này mọi người đó chúng ta sẽ chọn vào và chúng ta chọn toàn bộ cái khung giờ nhé mọi người nhé đó thì uh, ngay lập tức là google sẽ hiển thị ra cho chúng ta những cái từ khóa tìm kiếm hot nhất ở trên Google và trên công cụ YouTube nhé mọi người nhé thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 mình giới thiệu cho mọi người thì cũng có là uh, lễ mùng 2 tháng 9 này Quốc Khánh này rồi là cũng vào cái lịch thi đấu World Cup của Việt Nam đấy đúng không mọi người và còn rất nhiều từ khóa nữa để mọi người làm những cái video liên quan đến những cái từ khóa này nhé mọi người nhé đó thì mọi người thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì cho mình like và đăng ký nhé rồi ok mình xin khép lại cái video chia sẻ tại đây xin chào tất cả mọi người nhé hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé mọi người